Các bạn, trong thời gian vừa qua mình triển khai làm kênh YouTube được rất nhiều bạn trong nước ngoài nước khen ngợi và ủng hộ. Rất mong là trong thời gian tới thì mình tiếp tục sẽ hành trình cùng các bạn lên một số bản vùng sâu vùng xa để các bạn thăm bà con sinh hoạt ăn ở ra làm sao này, rồi là chăn nuôi kinh tế phát triển thế nào, và xem đường đi nhà cửa tất cả mọi cái của họ làm sao nhá các bạn nhá. Chào anh em nhá, mình về đây. Bây giờ bắt đầu lại cùng ngựa sắt để đi về nhà các bạn. Chở ngựa to quá. To quá. Trời lắm đấy. Sáng nay lên mưa, bây giờ về không mưa. Mời toàn thể quý vị và các bạn đón xem chặng đường từ công trình về nhà chú Triệu nhá. Hôm nay trên đường về thì mưa rất to các bạn. Đấy các bạn nhìn ở dưới đường ơi, nước chảy mầm. Trời lắm này. Thủy điện Pá Hu các bạn, thủy điện của xã Pá Hu của tập đoàn là Xuân Thành Sơn La, một tập đoàn chuyên về thủy điện, hầu như là đứng gần như là đứng đầu được của Việt Nam. Ở ngay quả đồi đầu đường lên cầu Tà Chơi thì đấy các bạn nhìn đồi thông rất là đẹp. Đoạn đường đầu cầu xuống đến giáp đường to là dân bản đổ được bê tông rồi các bạn ạ, tại vì độ dốc cũng quá lớn, khoảng độ hơn 20%. Nói chung là trời mưa đi đường bê tông thì yên tâm. Đấy, và xa xa là có thác nước này. Đấy, các bạn nhìn thấy thác nước, đồi đá rất là đẹp. Và bên này là những cái tràm ruộng bậc thang rất là tuyệt vời của người dân, người ta canh tác các bạn. Thấy nhủ á? Năng lù mùng chết chứ bò. Về trước nhá. Chúng cháu Vi Tú lên cái trình về các bạn. Đây là cầu sắt. Sáng ngày mình qua đi cho các bạn biết rồi. Trơn nhưng mà mưa to hẳn thế này thì đi lại dễ các bạn, nó đỡ trơn hơn. Nếu mà mưa sấp sấp thì mặt đường nó trơn lắm. Mưa to hẳn này nó trôi hết cái phần mềm mềm đi, đi lại nó đỡ hơn. Đấy, hai bên đường đoạn trước lên cầu Tà Chơi là nhà dân ở ngay cạnh đường các bạn. Làm nhiều măng thế. Về nhá. Rồi núi trùng điệp các bạn. Ở bên đây để quang cảnh rất đẹp. Cầu Tà Chơi và có thời gian để các bạn lên thăm
bản Mông trên này. Trăn trâu về à? Mưa quá nhỉ, vất vả. To rồi. Đó, chăn trâu không đội mũ mưa hết rồi. Đi về nhanh nó ốm đấy.